Chiều 7 tháng 10 năm 2019, thông tin Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang ly hôn được đăng tải trên nhiều trang báo khiến cho người theo dõi vô cùng bất ngờ. Trước khi có thông tin này ít ngày, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang vẫn thường xuyên share những hình ảnh mái ấm gia đình hạnh phúc, cùng nhau tham gia event, cùng triển khai những dự án công trình kinh doanh. Tối cùng ngày, trên trang cá nhân, Hồ Hoài Anh đã đưa ra những phát ngôn trước tiên liên quan đến tin đồn thổi anh và vợ ly hôn. Thông tin Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang ly hôn khiến cho nhiều người theo dõi bị sốc. Theo đó, nam nhạc sĩ thừa nhận cuộc hôn nhân của anh và Lưu Hương Giang có sóng gió, tuy vậy mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa. Ngày hôm nay, có vô số cuộc điện thoại cảm ứng thông minh và tin nhắn dành riêng cho shop chúng tôi, và shop chúng tôi cũng không biết phải phân tích và lý giải cụ thể mẫu chuyện ra sao. Cuộc hôn nhân nào cũng đều có những cột mốc, những hạnh phúc, và sóng gió. Shop chúng tôi cũng không phải ngoại lệ. Và may mắn rằng, shop chúng tôi đều đã vượt qua. Tôi muốn chúng ta biết rằng, tôi và Giang chưa lúc nào giấu điều gì với người theo dõi và những người yêu quý mình. Điều quan trọng nhất là giờ này số chúng tôi vẫn đang ở bên nhau hạnh phúc, Hồ Hoài Anh khẳng định. Điều quan trọng nhất là giờ này số chúng tôi vẫn đang ở bên nhau hạnh phúc, trong niềm tin tưởng và thương cảm của toàn bộ những người thân yêu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lo lắng, và vì toàn bộ. Kèm theo những dòng nhắn gửi này, Hồ Hoài Anh còn đăng tải tấm hình anh chụp cùng Lưu Hương Giang trong buổi chiều tà khá lãng mạn. Động thái này của Hồ Hoài Anh đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm đặc trưng từ phía những người theo dõi quan tâm tới cặp đôi. Đa phần người theo dõi đều bày tỏ sự vui tươi vì cuộc tình đẹp của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang vẫn tồn tại thắm thiết.